alu, aluminium, nhôm là kim loại phổ biến nhất trên vỏ trái đất và được sử dụng trong các ngành xây dựng, ngành điện, sản xuất đồ gia dụng. Ok, hạt nhân của có điện tích là 13 cộng cộng 13, số khối bằng tính số gồm no và electron có trong. Câu này có là easy, làm từ từ là các bạn sẽ có kết quả thôi. À, điện tích bằng cộng 13, vậy mình suy ra một điều là gì? Điện tích bằng cộng 13 nha thì mình suy ra một điều là gì số bầu tông quan trọng là số bầu tông thôi hay là trong công thức chính là z là số bầu tông luôn chỉ là bằng 13 là số đơn vị điện tích hạt nhân là 13 số khối số khối thì luôn luôn tính bằng công thức là gì a bằng z cộng nơi tròn oh, z cộng n lúc này mình có bằng 13 rồi có số khối có hết mọi thứ rồi số khối thì bằng 27 a là bằng 27 số khối a bằng 27 tôi nhắc lại số khối a bằng 27 z là bằng 13 đây ở trên này đây mang xuống đây này thấy chưa nó rất là bằng 13 giữa này là mình suy ra một cái phép toán của lớp mầm giữa này là sẽ bằng làm toán trừ thôi 27 trừ 13 nhẩm là ra đúng không bằng 10 14 vòng thôi lấy máy tính bấm là mình có được số nêu tròn rồi số lấy cho ban đầu thì luôn luôn là gì luôn luôn mình có là e sẽ bằng số số đơn vị điện tích hạt nhân bằng số vô tông luôn bằng b luôn và bằng 13 luôn rồi chốt kèo thì kết luận cuối cùng là gì số vô tông kết luận cuối cùng ha, số gầu tông chính là trên này à đây bằng b luôn này số gầu tông sẽ bằng 13 kết luận cuối cùng ha, số gầu tông bằng 13 số nơi trong bằng 14 và số electron số electron cũng bằng 13 luôn rồi ok